Thank you.
thời gian 4 phút. Nhưng ngắn nhiều nhá. Cô có ăn sườn ấy. Cô à, ăn sườn cô. Này nhớ sườn á. Lại con ngắn của ạ. Cô đừng ăn lại đi. Nhà không có bị ảnh hay là ạ? Ừ. Rồi, chẳng có cái nhãn nữa. Ừ. Có việc chạy. Bố á. Ừ. Bố mà cô làm nhá. ปุ้นหายไปเห็นเดียวแน่ไม่มีคำหมายเนี้ยไม่ประสิทธิ์ก็ปุ้นทำเป็นก็หลับอยู่จอดจึงมีคำเท่าไหร่ ไม่งั้นต่อไม่งั้นต่อยังไม่เยอะเลยเชียวเงี้ยไม่งั้นโอ้ถามว่าสีก็เกินทุกเป็นเกิดอ่ะจะสีเป๊ะไม่งั้น เยี่ยมเลยการนอนยามนอนจอดทุกเมื่อตอนนั้นแม่ใจเยี่ยมส่วนยิ่งแบบนอนยามตอนนอนจอดตัวใหญ่ตัวเล็กจะว่าไงเนี่ยเขาให้เนี่ยตัวเจี๊ยหัวเนี่ย
Buồn trẻ em phải gì hôm nay là nhà nó buồn gì chứ đẹp lắm thằng quý lại đi xuống mất cả ăn ăn tôm ăn chọn ăn ăn tụ vài tiền làm gì? Mẹ để con cứ bệnh nặng không có tiền chứa con thì con trên mẹ có rồi con mai thời gian mà con có con lại trả. Tao không có tiền. Đi vài chỗ khác đi. Tao không có tiền đâu. Bên họ chồng con hả? Có không đủ để cho mẹ chồng phụ khoản nữa. Dùng hết rồi. Tao không có tiền đâu. Đi vay chú khác đêm. Tao không có tiền. Tao già rồi. Tao còn lo gia đình tao chứ. Mẹ xem giúp con mẹ thật. Không có đâu. Đi vay chú khác đêm. Tao không có tiền. Đi chỗ khác mà vay. Đi đi mẹ. Tao không có tiền đâu. Đi chỗ khác. Đi đi. Mẹ giúp con đi mẹ. Không không. Tao không có tiền. Đây.
Alo anh Quân à? Anh đang làm gì đấy ạ? Chào là em dạo này em gặp chút khó khăn nên tính hỏi anh mượn chút tiền. Không biết anh có không? Tiền á? Vâng. Không có, cảm ơn. Thế em cảm ơn anh. Vâng. Chào anh. Alo chị Quỳnh à? Ừ. Chị đang làm gì đấy ạ? Chị không làm gì. Có chuyện gì không em? Chả là dạo này em đang kẹt chút tiền ấy, đang cần tiền, không biết chị có không cho em mượn chút. Dạo này chị đúng kẹt, chị không có đâu. Không có ạ. Ừ. Em thử hỏi người khác xem nhé. Vâng, thế để em hỏi xem. Alo ạ, em thấy ở anh cần mua trang trại này, giờ anh còn mua không? Cũng không rộng lắm thôi anh. Anh xem nếu mà mua thì xuống trang trại em xem. Vâng, thế em ở nhà đợi nhé.
Thế em điện bảo là nhà em muốn bán trang trại này. Trang trại đẹp như này, bán đi chết quá này. Trại dạo đang gặp khó khăn cần tiền. Anh chị vào nhà uống nước nhỉ? Bán hết là 30 triệu hay là tính thêm? Bán hết 30 triệu. Vịt tổng số là bao nhiêu con? Vịt 30 con. Và đi cứ xem thêm. Xem nhà bếp. Bếp đầy đủ hết nhỉ? Đây cái gì đầy đủ điện nước và có hết à? Anh đang tính mua đất để cho bà chăn nuôi đây. Ở đây chăn nuôi trồng trọt rất hợp lý anh. Vườn rau bưởi có cả ao cá. Em nào bớt cho anh 5 triệu mới được. 25 triệu.
được thì đi vào trả làm thủ tục nha. Mấy em cũng tốt. Tất nhiên em phải có sổ làm sổ. Thế là em định dọn đồ luôn đi hay là em tính là em ở đây thêm 1-2 hôm để em dọn đồ, kiểu là một phát dọn đi hết được một mình. Thế hôm nào mà dọn xong thì để gọi em còn đưa ông bà lên đây được. Em giờ đẹp cho em gọi cho kiểu bây giờ đùng một phát em cũng không dọn đi gì đâu. Thế thì sau rồi bọn anh cũng đi về. Thank you.
cầu ấy, thì chị để lo thêm. Bố bà cắn tôi tò mà, nó tao tôi mà nhìn mà. Thế thì làm thế. Thiếu đau, tao thiếu mất. Cắn bố. Nào đó. Nó không có cái gì. Nó không có. 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 Nó không có.